là gì? Thua. Con lãi nó ngắn. Con lãi nó ngắn rồi. Thua. Lãi nhảy là anh thua rồi. Không, lãi nhả mà. Nhảy em rành, nhảy em được. Lãi ngắn đúng không? Lãi ngắn không được. Sao không? Lãi ngắn được. Mà anh không biết đâu. Không. Lãi nhảy. Hả? Lãi thấp. Lãi lỗ. Lãi được mà còn lỗ. Đã lãi sao lỗ? Lãi suất. Lãi suất. Quá nhiều cái lèm bèm trong đây. Tôi nghĩ là bạn nên dọn đi. Không, không gì. Tụi em không nghe. Xuất hồn. Xuất hồn. Ê, xuất, xuất. Lãi xuất cho là xuất. Còn lãi chính tả sao mà. Sao mà chơi mà chơi nhỏ nhặt quá. Hôm qua gian nan, hôm nay con ta thật như là điều tươi vui. Bay cao bay xa, sân bay sang ga nhưng ta thấp cao trong trời. Người đẹp, người ngoan, người tài nô nữ. Tươi già, tươi xuân, sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thành Huế. Nghĩa quan họ Bắc Ninh. Mình tặng bánh bia sóc trăng miền Tây. Ta nhảy múa cùng chim nơi người cao đất rừng Tây Nguyên. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẽ rành rạng ngời. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Vui nhưng mà tôi vui nha, hôm nay tôi rất là vui mặc dù tôi thua. Ban đầu là tưởng đội là của Zach với lại anh Giang với ấy là thắng á, đúng không? Ở đầu tôi coi tôi đã biết đội với người sẽ thắng rồi. Tại vì tiết mục không mọi người rất giải trí. Là đáng lẽ là bờ đội em không thắng đâu mà do cái rớt cái cây của Lan Ngọc. Điểm cốt yếu đi mà. Ơi, em đã rất là ân hận. Cú chết rồi. Cú chết. Nhưng mà cái lúc mà em múa lại mình như giải một cái giải đang coi là Ngọc nó kìa. Nó diễn, nó diễn. Hay lắm, mình có diễn đi. Nó có cây. Thì hả? Miếng. Nó con luôn á, tội luôn. Thôi, cái đó miếng của cô thôi. Tôi nghĩ cô tạo được cú tuyết vậy mà hả? Mọi người chú ý cho cô. Tôi không như anh. Ra rồi hả? Tự đánh vô người mình. Nhưng mà có một người em không nghĩ là thú vị như vậy, đấy chính là Bích Phương. Và cái mua cái nét rối loạn gia đình đó hả? Đúng rồi. Tức là lúc nãy em nha, thì là em quên, em lúc nãy là em anh khoái cái cú dòng giấy tình yêu em. Anh ở lúc đấy em đã quấn rồi, em đã bảo trước với Ngọc rồi, em bảo là nếu như mình quen thì mình sẽ phải lừa mắt để cho mọi người quen. Mọi người không sợ động tác võ của mình thì mọi người phải sợ ánh mắt của mình. Xong rồi mình làm loạn lên và mình lừa mắt. Thế là lúc đấy em chỉ ghi nhớ trong đầu là em làm loạn tiền đình. Nói cho em biết là khi nhìn tình hình sống ấy, các nhà làm phim Hollywood thì chú ý đến em. Vì là động tác võ của em quá lạ. Môn phái mới. Môn phái học tập, nếu mà em xoay thêm mãi mãi là em sẽ bay lên trời. Là cái nét mà quay là mắt là em chỉ đó hả? Đúng đúng. Trời ơi, bé nó quay vậy nè. Là em chỉ đó hả? Đúng rồi, em nói là cho dù quên bài mắt phải thần thái lên, đừng để ta biết mình run. Nhưng mà không phải thần thái nha, mắt hết trừng trừng. Trời ơi. Mới là mắt lâm sòng sọc thôi. Anh mắt trừng trừng như trời ơi. Trời ơi, mắt rồi. Nhắm lại nó sao thế? Em có gì hát, ngoài em đi luôn cặp cánh cây gỗ nữa. Em đi vô dàn đấu là đi vô dàn đấu là ngay bay lên trời luôn, nhắm mắt lại cứ nhạc lên rồi là vô dàn đấu là ca sĩ xí cung phu anh ơi, xí cung phu lớp đi hết rồi, thế về hết rồi. Lấy ghép sao em? Dạ. Nồi muối giỏ thì sao? Chua đỏ nha, mỏ hơi chua nha. Chua, đánh giỏ mỏ hơi chua nha, rất chua. Đúng, nhớ bà đúng không? Nhớ bà xong mỏ hơi chua cả thước. Thật ra là em thấy em tự tin hơn nhiều đó. Wow. Cái lúc mà em rehearsal là em rồi. Đúng rồi, em vô là em cũng tập trung ánh mắt của em, nhưng mà ý là em đã vẫn bài cũng khó, cũng nhiều động tác, nhiều động tác. Không, nhưng mà điều em bất ngờ là hôm nay thật ra nha, không phải nói là cái này là nhịp hàng. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là lúc mà giới thiệu dàn cá xin mình cũng không ai ai cho tụi mình biết thì biết lại. Nhưng mà ngày hôm nay em biết đặc nhiên là tới địa phương này. Dạ. Rất nhiều khán giả biết thì biết. Đó, mới lúc mà Lê Ghiết xuất hiện mà hát hát một cái rồi là cũng như là cướp tim cái tất cả mọi người, em rất là ngạc nhiên. Nhưng mà rõ ràng nha,
bước lên sân khấu khác ở lúc ở lúc này hết. Cả chị Phương cũng thế luôn. Đúng, ra sân khấu là phải như vậy, lên quay hình phải như vậy. Không, nhưng mà em sẽ cố gắng. Nhưng mà em rất là vui nha. Thật ra là ngày hôm nay là cũng hồi hộp, là không biết là hai khách mời mình là ai, hợp tác chúng ta thế nào. Nhưng mà rõ ràng hai khách mời hôm nay là năng lượng quá đã, quá nhiệt tình, nhưng mà phải có khả năng mới có thể gọi là làm những cái bài hồi nãy gọi là rất là vô như vậy. Cảm ơn hai bạn đã đem được cái mới cho chương trình chúng tôi. Là khách mời rất quan trọng luôn á. Dạ, cái vùng nãy giờ khán giả nhiều lắm luôn. Nhiều quá nên mình chấp. Nhưng đúng không, có khán giả mình có hẳn luôn ấy. Có khán giả mình kiểu như được tiếp. Tập nào cũng sẽ có. Nhưng mà thấy thích đấy, tôi thấy cái đấy đặc biệt đấy. Kiểu như là mỗi một lần đi sẽ có một cái stage để cho mình giao lưu với người ta, kiểu thấy rất là hay ấy. Mà kiểu mình đi đến những chỗ như này họ có bao giờ gặp cái gì đâu. Ngay rắc, ngay đất gió đẹp lắm, cái đèn ở đây vô mờ mờ. Ừ, mờ hơi chứ thành một cái lớp này nghe đèn sân khấu. Trông đèn này vô cùng. Tối nay ngủ ngon rồi đó. Thỏa mãn nha. Tối nay ngủ ngon hả? Có đừng ngủ không anh? Anh nghĩ là giờ chắc Khải ra nằm xuống luôn, ngủ liền luôn á. Đi đâu cơn mơ. Sao chi đo được, giờ này mình cũng trễ lắm rồi, mình đó, đi về ngoài. Quay phim chịu lên xíu xuống rồi. Ủa, quay phim chịu cũng chia hai đội chứ. Ai hát chứ đâu phải là người thường đâu. Người má hết đó. Có bây giờ tụi em thấy quay phim ăn không? Không bao giờ có. Bao giờ thấy quay phim đi toilet không? Không bao giờ có. Chị nè, nè em thấy ổng chu chu vô điện. Đúng rồi. Sạc pin hả? Chu chu. Ổng chu 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 à. Hỏi làm gì đó, ổng đang sạc pin. Về đêm làm miếng vậy không? Nãy đó rất là vui luôn á. Em cố tình em chọt vô để nó không bớt vui đi. Sao cả lâm à, sao cả lâm nó bắt á. Dập nó xuống, xuống lạnh ngõ ác. Mắc cười nè, mắc cười nó cười nè, đúng rồi. Mắc cười nè, đúng rồi. Xong rồi, chúng ta đã no rồi. Như vậy ăn no xong rồi đã có người dọn thì anh em chúng ta Chạy qua đây. Đi thôi. Không cần đâu à, để chị tự làm. Nhưng em làm thì đắng đắng lắm em. Sao anh Giang cứ hay vậy anh Giang? Anh Giang, những cái nhỏ nhặt gì nè anh Giang, thấy không? Rồi, bỏ xuống. Chạy rồi. Đợi, gì? Ủa, giờ tiếp thôi. Chơi đi thôi. Em với Isaac chơi. Ủa, sao em với Isaac? Đây, phải chơi tới luôn. Đúng rồi. Rồi, em nói trước đi. Em nói trước đi. Vẫn còn à, dọn dẹp. 5 4 3 Dẹp nhà. Dẹp nhà. Nhà cửa. 5 4 3 Cửa sổ. 2 Số lãi. 5 Lãi ngắn. Lãi ngắn là gì? Ủa, con lãi ngắn. Lãi suất. Con lãi ngắn là sao? Lãi nhãi là anh thua rồi. Không, lãi nhã mà. Nhãi em ra, nhãi em thua. Lãi ngắn đúng không? Lãi ngắn không được. Sao không? Lãi ngắn được không? Mà anh không biết đâu. Lãi nhãi. Hả? Lãi thấp. Lãi lỗ. Lãi được mà còn lỗ. Đã lãi sao lỗ? Lãi suất. Lãi suất. Quá nhiều cái em bèm trong đây. Tôi nghĩ là bạn nên dọn đi. Không, suất gì? Tụi em không nghe. Suất hồn. Suất hồn. Ê, suất. Lãi suất cho là suất. Hồi nãy chúng ta sao mà chơi mà chơi nhỏ nhặt quá. Hồn ma. Ma quỷ. Quỷ quái. Quái đảng. Đảng gì nhỉ? Đảng hả? Đảng hậu. Đảng hậu. Được. Đảng hậu được. Hậu đài. Đài tư. Đài tư. Đài tư được mà, có đài tư. Đài tư cho nghĩa xuất. Tư. Từ lâu anh chị xem. Từ con. Từ con là từ con. Từ ghé từ con. Từ má. Đúng là từ con á, từ là từ người con á. Mặt mày. Mày hả? Mặt mày. Mày tao quá. Cọc rồi đó. Tao. Đột mặt mày mặt tao là không lên. Thôi mà có dọn đi ngủ. Mặt gì? Mặt mâm. Mặt mâm. Mâm xôi. Có dò. Dò sẵn. Dò dẻ. Dò dẻ được, không có tính chính xác. Dẻ chanh. Chanh ảnh. Ảnh
anh thẻ, bây giờ em anh thẻ đi. Thẻ xanh. Xanh le. Le lưỡi. Tới sáng đó. Lưỡi ngắn. Ủa sao nãy lại ngắn không được, giờ lưỡi ngắn được. Lưỡi đi với lại. Lưỡi. Em đứt hả? Em đứt hả? Ngắn mũi. Yeah. Mũi. Mũi cứu anh em. Mũi. Cứu anh. Mũi. Nhưng mà em đang chơi vui thôi bà, Phương vẫn dọn. Ủa? Em cũng đang nói gì đâu. Thôi dọn đi. Nhưng bây giờ gọi lên đi đâu nha. Thì bây giờ tiếp. Tiếp. Nhỏ tí trời sao. Thôi. Chuyện của anh đi làm đi, thôi ngủ thôi. Cảm ơn hai người giúp đỡ tôi.